Thưa quý vị và các bạn, các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc là một mô hình giáo dục đặc biệt, tuy chỉ tồn tại từ năm 1954 đến năm 1975, nhưng đã mang lại những kết quả to lớn cho việc đào tạo nên những hạt giống đỏ cho đất nước. Hôm nay, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường học sinh miền Nam Đông Triều, các thầy cô giáo và cựu học sinh đã có cuộc gặp gỡ đầy cảm động tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi lễ kỷ niệm, các thầy cô và cựu học sinh miền Nam Đông Triều đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm gắn bó trong suốt những năm học tập và sinh sống trên đất Bắc. Đồng thời, đây cũng là dịp để những cựu học sinh có cơ hội được gặp lại và bày tỏ lòng biết ơn với sự dìu dắt tận tình của quý thầy cô trong những năm chiến tranh khốc liệt. Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, cựu học sinh lớp 10B, trường học sinh miền Nam tại Đông Triều đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã cưu mang, nuôi dưỡng và đào tạo để những thế hệ học sinh miền Nam được học tập và cống hiến cho Tổ quốc.